Nếu anh chị đang quan tâm về dòng máy chế biến thực phẩm hoặc các loại tủ đông, tủ mát bảo quản và trưng bày thì ở cuối video sẽ có nhiều loại cho quý anh chị lựa chọn. Và dòng máy ngày hôm nay em muốn giới thiệu thì nó đây. Và cần được tư vấn, xin liên hệ với số điện thoại Zalo trên màn hình hoặc đặt hàng tại website dienmaytanbinh.com. Và để hưởng ưu đãi về giá và quà tặng hấp dẫn, quý anh chị cũng có thể để lại số điện thoại bên dưới bình luận, sẽ có nhân viên gọi điện tư vấn lại cho anh chị. Là dòng tủ mát có hai cửa dùng để trưng bày thực phẩm. Tủ có xuất xứ từ Thái Lan và mang thương hiệu Panasonic Nhật Bản. Đây là hàng thanh lý đã qua sử dụng rồi. Dung tích 1.000 lít là dòng tủ cao cấp riêng dùng trưng bày bánh kem, hoa tươi, trái cây hoặc các loại thực phẩm trong siêu thị. Tủ thiết kế có hai cửa kính mở ra là loại tủ dàn lạnh không đóng tuyết, làm lạnh nhanh và tiết kiệm điện năng. Bên trong có nhiều tầng vỉ để đựng thực phẩm. Những tủ này có thể thêm bớt hoặc thay đổi khoảng cách sao cho phù hợp với từng loại thực phẩm khác nhau. Tủ mát Panasonic sử dụng lốc máy Cutter Thái Lan, bản điều khiển bằng điện tử, giúp bạn dễ dàng điều chỉnh ngưỡng nhiệt độ theo yêu cầu. Bên trong có đèn chiếu sáng. Đây là dòng tủ cao cấp chất lượng cao, có độ ẩm phù hợp với nhiều loại thực phẩm trần, có nghĩa là thực phẩm không đóng bao bì như trái cây, bánh kem, rau củ quả. Các bạn tham khảo giá bán để dưới phần bình luận nhé. Đừng quên đăng ký kênh để xem những video mới nhất. Để lại số điện thoại khi cần tư vấn hoặc gọi số Zalo trên màn hình. Truy cập website dienmaytanbinh.com để tham khảo giá bán nhiều dòng máy tương tự. Có chính sách giảm giá khi đặt hàng online tại website. Công ty Điện máy Tân Bình chuyên cung cấp các loại máy thực phẩm như tủ mát trưng bày thịt, tủ mát trái cây, hoa tươi, tủ mát trưng bày bánh kem, tủ đông siêu thị trưng bày hàng đông lạnh, máy pha cà phê, máy làm đá cây, đá viên, đá bi, máy lạnh công nghiệp, kho lạnh. Với hơn 12 năm kinh nghiệm trong ngành điện lạnh công nghiệp, là đối tác lắp đặt và bảo trì nhiều chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và siêu thị trên toàn quốc, công ty Điện máy Tân Bình sẽ mang lại cho bạn những sản phẩm tốt với giá thành phù hợp nhất. Cảm ơn đã xem video và mong được chia sẻ video cho mọi người cùng biết nhé. Xin cảm ơn.